Rồi, con. Chào cha, con chào cha, con chào tất cả cộng đoàn. Thưa cha, là con Maria Trần Thị Bé. Con bị bệnh khớp mà 3 năm rồi, con đi chữa hết mọi nơi cũng khỏi. Thế là 2016 thì con có vào 6 điểm thì cha đặt tay lên cho con thì con đã khỏi hết ạ. Bệnh gì? Dạ, con bị khớp đau đầu gối ạ. Vâng, thế còn ơn thứ hai là cháu con nó làm ở trong Nam nè, nó rơi 6 mét từ trên cao xuống mà cháu con không việc gì nè. Thế còn ơn thứ ba là chị con là bị tắc hết các mạch máu, các đầu gối, các khớp đầu ngón tay, đầu ngón chân, là chị con là các đầu ngón chân, ngón tay là bị teo hết ạ. Xong rồi nó cứ rụng dần đi. Thế là chị con các cháu nó rửa thì chị con cứ kêu là con ơi, cho chân mẹ nó còn nước lắm thì các cháu nó rửa ra thì bao nhiêu là những con sâu nó ở trong ngón chân nó ra. Và chị con là rụng hết cả những cái ngón chân ngón tay rồi ạ. À, thế thưa cha, với phòng đoàn là giờ chị con, thế hôm 2016 thì con vào đây thì con cũng mua tặng chị con một cái máy, thì chị con làm chị con nghe, thì con bảo chị con là chị ơi, chị cứ nằm chị nghe máy, đến lúc chị không nghe thì chị cứ cầu xin Chúa cất bệnh tật ống đau cho chị. Thế giờ chị con là lúc hôm con về là tháng 10 2016, thì đến tháng 5 2017 thì chị con gọi điện cho con là các con ơi, mẹ đã khỏi rồi và mẹ giờ mẹ đi lại được rồi ạ. Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi cho người chị em mà bị bệnh, nó gọi là cái bệnh gì? Bệnh là tắc các khớp đầu ngón tay ạ. Nó tắc mạch máu đầu ngón tay ngón chân ạ. Vâng. Tắc hết mạch máu đầu ngón tay ngón chân là không cử động được nữa, và như là những con sâu nó ăn dần hết cái đó. Cha, những cộng đoàn là chị con đi khám, người ta bảo chị là giai đoạn thứ 4 rồi ạ. Vâng, bây giờ chị con đã nhờ Chúa và cha và tất cả cộng đoàn là cầu nguyện cho chị con. Chị con cũng đã khỏi rồi, giờ còn chị con đi lại được rồi. Đi lại được nữa, hallelujah. Đây gửi tặng cho chị cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và gửi tặng cho chị thêm một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Thưa anh chị em,